thì nói trời không trong hơn và mắt em xanh khắc. Trong ca khúc Cảm xúc tháng 10 thì mình đặc biệt thích đoạn mẹ đứng hàng đầu rưng rưng nước mắt. Nó là hình ảnh của một người mẹ rất là vui sướng khi đón đoàn quân các con từ chiến trường trở về. Anh chiến sĩ đi trở về nhìn thấy người mẹ như thế thì vô cùng thương mẹ. Người mẹ đấy thì cũng như là người mẹ của mình đang ở quê mà mong chờ mình trở về, rất là xúc động. Cái đêm rút qua gầm cầu, anh đã hẹn ngày mai trở lại. Sóng sông hồng vô bờ hát mãi, có niềm tin là khúc khải hoàn ca. Không thể nói trời không trong hơn và mắt em xanh khác ngày thường khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy, nhịp trống rung 36 phố phường. Một sớm thu trong đất thắm sao vàng, năm cừu xòe năm cánh rồng, đoàn quân về nhập nhô như sông. Nhưng ngôi nhà dường muôn cao thêm, tháng 10 ơi ca sơn.